uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm say gần sàng. Nhớ ơn tổ tiên, báo hiếu ông bà cha mẹ lúc các ngài còn sống cũng như khi các ngài đã khuất, ấy là tận hiếu. Hãy nói, hãy làm ngay những việc có thể làm để kính nhớ tổ tiên, đền đáp công ơn ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống và mãi mãi về sau khi các ngài đã khuất. Báo hiếu cha mẹ. Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hứng hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con tháo hiếu tròn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn tình thắm lâu có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu tròn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Lòng này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sống có nguồn, cây có cội,
con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu tròn niên. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Kính nhớ tổ tiên, một diễn tả về lòng hiếu thảo, điểm gặp gỡ của mọi tôn giáo và của mọi người, dù có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng. Hiếu thảo là ngôn ngữ chung của mọi người, ai ai cũng biết, cũng dùng. Đã lâu lắm rồi, cách đây hơn 25 thế kỷ, trong sách Luận Ngữ, Đức Khổng Tử đã dạy: có lòng kính yêu cha mẹ và người lớn trong nhà thì mới biết yêu người ngoài. Và Đức Khổng Tử đề cao chữ hiếu như sau: chữ hiếu là một nội dung của đức nhân, đức yêu người. Nói yêu người mà không hiếu thảo với cha mẹ là nói dối, tự mâu thuẫn. Đức Khổng Tử cũng đã mắng Tể Dư là bất nhân vì bất hiếu. Khi cha mẹ mất, Tể Dư chỉ để tang trong một năm. Theo Khổng Tử, Tể Dư đã quên công cha mẹ đã bồng bế mình suốt 3 năm ròng. Còn Chúa Giêsu Kitô cũng đã nói đến lòng thảo kính cha mẹ khi một thanh niên hỏi Ngài về sự sống đời đời: người chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ ăn quỵt người, hãy thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là một giới luật của Chúa truyền cho loài người. Nếu không thảo kính cha mẹ, đừng nói gì về lòng mến Chúa. Bàn tay cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con, đường mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ, trọn niềm tin yêu Chúa nên đáp ơn tình mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn làm con luôn thao kính mẹ cha, uống nước nhớ nguồn người ơi xin đừng quên nghĩa ân. Bay cao đến tận trời vinh quang lúc thành tài, xin người hãy nhớ những công ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con, đường mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ,
nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó từ biển xa. Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an đời. Bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ, tròn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn làm con luôn thao kính mẹ cha, uống nước nhớ nguồn người ơi xin đừng quên nghĩa ân. Bay cao đến trời vinh quang lúc thành tài, xin người hãy nhớ những công ơn sinh thành núi dương của mẹ cha. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ, trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Những ngày linh thiêng như Tết Nguyên Đán, ngày giỗ, ngày kỷ, những người con, người cháu còn sống dù đi xa, từ khắp nơi quy tụ về một mái ấm gia đình để tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã khuất và còn sống, để chứng tỏ con có cha, có mẹ đẻ, không ai ở lỗ nẻ mà lên. Từ đó đã có niềm vui ngầm ngập như mẹ gặp con, lon son như con gặp mẹ. Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình, ngất ngây với mùa điều mến. Dần đến lòng mẹ cha, bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình, ngất ngây với người yêu mến, dâng lên lòng mẹ cha,
thơ. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm giàu khó khăn, được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con với tháng năm mãi sắp sang yên tâm cho đang vui mừng mừng lễ Đức Chúa Giêsu sống lại. Tuần này giáo hội mời gọi chúng ta dâng thánh lễ các ngày thường trọng thể như là ngày Chúa Nhật. Chúng ta sẽ tiên trong mùa sáng mục phục sinh để mừng biến cố Chúa Giêsu đã sống lại. Bởi lẽ biến cố Chúa Giêsu sống lại đặt nền tảng đức tin cho người Công giáo chúng ta. Những ai tin vào Chúa đã chết và sống lại thì được sống đời đời. Trong niềm vui sướng của mầu nhiệm phục sinh, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cụ cựu trùm Luca Đỗ Văn Quy. Ngày này cách đây năm ngoái, Chúa gọi cụ trùm về nhà Chúa. Chúng ta có một thánh lễ an táng đầu tiên ở nơi giáo xứ này, có thánh lễ đồng tế cho một người giáo dân. Về giáo dân đấy là cụ trùm Luca. Bởi lẽ thánh lễ an táng đồng tế là một phần thưởng của hội thánh, của giáo phận bề trên cho những người đã có công dấn thân phục vụ tông đồ cho Chúa trong sứ mạng là một người lãnh đạo dân Chúa. Cụ cựu trùm Luca của chúng ta cũng đã tham gia ban trùm phục vụ cho giáo xứ chúng ta trong một thời kỳ đầy khó khăn. Khó khăn về bên ngoài xã hội, khó khăn trong giáo xứ của chúng ta, trong hoàn cảnh cha xứ không có trực tiếp ở đây, trong hoàn cảnh giáo xứ chúng ta còn nghèo. Vì thế thời gian cụ làm trùm phải đối diện với những khó khăn như vậy. Tôi không biết bởi vì tôi mới về, nhưng tôi tin rằng là cái tinh thần của cụ trùm rất là hăng say, được con cháu cũng như dân làng kể lại, vượt lên trên những thách đố để hoàn thành công việc mà Chúa trao cho. Ngày hôm nay ngày giỗ đầu của
cụ trùm. Ông đoàn giáo xứ chúng ta hiệp dâng thánh lễ để cầu xin Chúa nhân lành thưởng công cho cụ trên nước trời. Chúng ta hợp nhau để dâng thánh lễ trong niềm tin vào mầu nhiệm Chúa chết và sống lại, để chúng ta nối kết mầu nhiệm ấy với đức tin của chúng ta, tin rằng Chúa sẽ cho cụ được sống mãi bên Chúa. Vì vậy trong thánh lễ này chúng ta hợp ý cùng gia đình con cháu để cầu nguyện cho cụ Luca những gì còn thiếu sót trong bổn phận ở gia đình cũng như giáo xứ, để chúng ta xin Chúa rộng lượng thứ tha và ban cho cụ được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta thành tâm ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận sách công vụ tông đồ khi ông Phêrô và ông Gioan còn đang nói với dân chúng, thì có các tư tế viên lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc kéo đến. Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giê-xu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về chiều. Nhưng trong đám người nghe lời giảng có nhiều kẻ đã tin theo, chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng 5.000. Hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và các kinh sư họp nhau tại Jerusalem, có cả thượng tế Kha Nam, các ông Cai Pha, Do An, Alexander và mọi người trong dòng họ thượng tế. Họ cho điều hai ông tông đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi, nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy. Bấy giờ ông Phêrô được đầy thánh thần, liền nói với họ: Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng, nhân danh chính Đức Giê-xu Ki-tô, người Na-za-rét, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính người đấng ấy làm người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Chúa vẫn trọn tình thương, ân
chính tay thợ đã loại trừ, do Chúa đã làm nên. Xin người lạy Chúa đổ xuống muôn ơn lành cho kẻ tiền vào Chúa đầy uy nghiêm. Từ nhà Thiên Chúa xin chúc muôn người sống an bình nơi Chúa trọn tình thương. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy xem Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và sự thật là thế. Bởi lẽ ấy, thế gian không biết chúng ta, vì thế gian đã không biết Ngài. Các con thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, và chúng ta sẽ là gì điều ấy chưa được tỏ hiện. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Natanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở cùng với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo nổi lên vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên thuyền, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng và với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai.
vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, các bản văn tin mừng đọc ở trong tuần Bát Nhật, chúng ta nghe các thánh sử tường thuật lại cho chúng ta những ngày đầu Chúa Giêsu phục sinh, sống lại, bước ra khỏi mộ. Và tin mừng hôm nay thì Thánh Gioan kể lại Chúa Giêsu phục sinh lần này hiện ra là lần thứ ba. Hai môn đệ đi đường Emmau, bà Maria Magdalena ngày thứ nhất đi thăm mộ Chúa cũng gặp Chúa Giêsu phục sinh. Hai môn đệ trên đường đi về làng Emmau cũng gặp Chúa Giêsu phục sinh. Và hôm nay là lần thứ ba Chúa Giêsu phục sinh gặp các tông đồ ở trên bờ hồ Tiberia, cái biển hồ mà trước đây á, các tông đồ là những người làm nghề trải lưới ở đó. Có ông Simon, Phêrô, Andrê, có ông Giacôbê và ông Gioan. Hôm nay cũng có các ông như vậy, có 7 người. Rồi cái cử chỉ của Chúa Giêsu đó là Ngài cầm bánh, cầm cá trao cho các tông đồ, ăn trước mặt các tông đồ, trao cho các tông đồ cùng ăn. Và như vậy thì Chúa Giêsu và các tông đồ có một cái bữa ăn sáng rất là tuyệt vời giữa thầy trò sau khi Chúa Giêsu trỗi dậy từ cái chết. Có một bữa ăn sáng đậm đà thắm thiết tình nghĩa thầy trò. Nó giống như là một cái bữa ăn trước đây Chúa Giêsu đã từng ăn với các tông đồ khi Ngài còn sống, trước khi cuộc tử nạn. Các chúng ta thấy là bữa ăn nó lên cái tình huynh đệ giữa Chúa và các môn đệ, cũng giống như chúng ta thôi. Bữa ăn là một cái bữa cơm thân thiện, gọi là agape, bữa ăn của tình yêu. Chúa Giêsu cũng dùng những cái sinh hoạt thông thường trong đời sống của mình để cho các tông đồ thấy được Ngài đã sống lại thật. Ngài bảo các tông đồ là đừng có sợ, ma đâu có xương có thịt như các con thấy thầy đây. Vậy Chúa Nhật tới là Chúa Nhật của lòng thương xót. Chúa Giêsu còn nói với ông Tô-ma là con cứ xỏ ngón tay vào lỗ đinh, con thọc bàn tay vào cạnh sườn thầy, ma đâu có xương có thịt này. Thế Chúa Giêsu ăn rồi Chúa Giêsu uống bình thường như trước khi Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết. Sau khi học sinh thì Ngài vẫn sống như vậy, sống với các tông đồ thân thiện như vậy. Các tông đồ nhớ lại những cái kỷ niệm đó, những cái sinh hoạt thông thường ấy, các tông đồ cảm thấy gần gũi Chúa. Và tin mừng hôm nay nói rằng là không ai dám hỏi Chúa là ông là ai, vì tất cả đều biết đó là Chúa Giêsu phục sinh rồi. Nên là chúng ta thấy các cái bản văn thánh kinh ở trong tuần này toàn nói về việc Chúa Giêsu phục sinh sống lại hiện ra thôi. Thế này, nói về cái sinh hoạt của giáo hội sơ khai, của các tông đồ hay là của các môn đệ, cũng như là người tin Chúa sau khi Ngài sống lại, cũng những ngày mà trước đây các tông đồ đi thả lưới bắt cá ở biển hồ Galilê, Chúa Giêsu gọi các tông đồ. Ngày đầu tiên Chúa Giêsu gọi bốn ông, Simon và Phêrô một gia đình, Giacôbê và Gioan cũng ở một gia đình. Các tông đồ đã bỏ chài lưới để đi theo Chúa Giêsu là môn đệ của Người. Và Chúa Giêsu nói rằng là từ nay ta sẽ biến các ngươi từ những người lưới cá ở biển hồ Galilê trở thành những người đi
trải lưới người ta, đi giảng đạo lắm, đi đưa dân trở về với Chúa. Từ những người bắt cá bây giờ trở thành những người lưới người. Sau khi Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, các tông đồ có vẻ như là buông xuôi để trở lại cái cuộc sống đời thường như trước Chúa Giêsu gọi các tông đồ. Hai môn đệ đi đường trên đường về làng Emmau cũng vậy, trở về chốn xưa, làng cũ, quê hương của mình để sinh sống, để làm những công việc bình thường giống như chúng ta đi làm đồng làm ruộng. Thế mà Đức Chúa Giêsu phục sinh thì không muốn cho các tông đồ hay các môn đệ lại trở lại cái cuộc sống đời xưa nữa. Hai môn đệ trở về Jerusalem sau khi gặp Đức Chúa Giêsu phục sinh thì kể cho các tông đồ khác. Rồi bảy người hôm nay ở trong cái bài tin mừng kể lại đó thì cũng thế, các tông đồ cũng quen cái nghề trải lưới đấy, bây giờ cũng một mẻ lưới lạ lùng như thế nữa, để rồi các tông đồ không phải sống những cái hoài niệm, những kỷ niệm của một người đã chết, đã đi vào quá khứ, đi vào dĩ vãng, mà các tông đồ phải sống cái cuộc sống hiện tại với Chúa Giêsu phục sinh, là Ngài đồng hành với các tông đồ. Nó không phải là kỷ niệm nữa, không phải là hoài niệm nữa, mà là cái kỷ niệm thời xưa nữa, đi vào dĩ vãng. Nhưng Đức Giêsu phục sinh hiện hữu bằng xương bằng thịt để cho các tông đồ thấy, thấy để tin, tin để đi theo Đức Chúa Giêsu và làm công việc mà Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ, là đi lưới người chứ không phải là lưới cá, đi rao giảng tin mừng chứ không phải là đi làm cái nghề để sinh sống, lao động làm ăn sinh sống, nuôi vợ nuôi con, nuôi gia đình bố mẹ, đi làm việc thiêng liêng để đưa dân về với Chúa chứ không phải là đi làm những cái công việc để phục vụ cho chính bản thân mình. Ngài muốn mời gọi các tông đồ tiếp tục bước theo Đức Giêsu, và sự hiện diện đồng hành của Ngài là liên tục, chứ không phải trở thành cái dĩ vãng quá khứ nữa. Đức Giêsu phục sinh vẫn hiện diện với chúng ta, vẫn hiện diện với thế giới, với loài người, với giáo hội của Chúa. Cũng như các tông đồ hôm nay, chúng ta mới nói với Chúa Giêsu rằng tất cả đều nhận ra Chúa Giêsu đấng đã sống lại từ cõi chết. Thế là các tông đồ nói rằng tất cả mọi người đều biết lời Chúa rồi, cho nên là không phải hỏi ông là ai nữa. Những chứng nhân phục sinh là các tông đồ đã sống cái sự hiện diện của Chúa bên cạnh, nó sinh động làm sao. Thì ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi những người Kitô hữu chúng ta sống như vậy. Cái câu nói mà tôi vẫn đi nói lại cho anh chị em, đó là người Công giáo mà đã tin vào mầu nhiệm phục sinh thì chả còn cái gì để mà sợ nữa. Cái sợ nhất của con người là chết mà. Đói cũng chịu được, khổ cũng chịu được, bệnh cũng chịu được, nhưng mà ai sợ chết. Bây giờ Chúa Giêsu phục sinh đã chiến thắng rồi, chiến thắng tử thần, bước ra khỏi mồ và sống lại vinh quang, thần chết đã bị tiêu diệt. Thế thì Đức Giêsu là hoa quả đầu mùa, là đứng mở đường cứu độ cho chúng ta, dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu sau khi Ngài quật ngã sự chết, chiến thắng sự chết, phục sinh, hiên ra ngang, bước ra khỏi mồ. Vậy thì chúng ta tin Chúa, chúng ta còn cái sợ gì nữa? Chúng ta tin Chúa rằng là Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Thì hôm nay cũng trong cái thánh lễ để chúng ta cầu nguyện cho cụ trùm Luca cũng vậy, thưa anh chị em. Những cái chết của người thân nó không phải là lui vào quá khứ và dĩ vãng, nó không còn phải là những cái kỷ niệm ấy, mà là sống động, mà là sống động.
Khi có một người, người ta đã viết ở trên phần mộ người ta đấy: quên đi một người đã chết là bắt họ chết hai lần, nhưng nhớ tới một người đã chết thì họ không chết mà họ vẫn đang sống. Thế thì người Công giáo của chúng ta có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều dịp để chúng ta nhớ về một người đã qua đời, đã qua cố. Trong các mối tương quan gia đình, anh em họ hàng, mối tương quan bố mẹ và con cái. Thì khi chúng ta sống với mầu nhiệm phục sinh thì chúng ta không phải là sống cái dĩ vãng quá khứ, mà là sống cái sự hiện diện của Chúa. Thế thì khi mà chúng ta cầu nguyện cho một người quá cố, một người qua đời, thì cũng phải trong tâm, trong trí chúng ta, trong lòng chúng ta, những người đã qua đời họ không có phải là người thiên cổ nữa, không phải là dĩ vãng, là quá khứ, là những kỷ niệm, mà là sự sống động ở trong tâm, trong trí, trong lòng con cái, cháu chất, anh em họ hàng, dân làng của chúng ta. Người ta vẫn sống, họ vẫn sống bên nhau, bên Chúa, bên mỗi người chúng ta. Bây giờ tôi vẫn thường nói với anh chị em rất nhiều thánh lễ đó. Tại sao những người họ chưa có đạo, họ thấy thánh lễ cầu nguyện cho người qua đời, thánh lễ cầu hồn, thánh lễ ăn táng, hay dịp dỗ này, dỗ các dịp dỗ đấy, họ nghĩ về người Công giáo, chết bên đạo sướng thế, chết bên đạo sướng thế. Hay đấy là một cái để mà chúng ta nhìn thấy ơn của mầu nhiệm phục sinh ban phát cho chúng ta. Bởi vì nấm mồ của người thân không phải là khép kín lại cuộc đời của một con người để đẩy lùi họ vào quá khứ và dĩ vãng, nhưng nấm mồ là mầm ươm sự sống mới, sự sống bất diệt. Và cụ thể hôm nay cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho cụ trùm Luca Quy thì cũng thế. 1 năm, 2 năm hay là 100 năm, chúng ta nhớ đến người thân qua đời, họ không chết mà họ vẫn sống. Họ sống một cách sống động ở trong lòng chúng ta, trong tâm, trong trí chúng ta, trong cách sống của chúng ta. Nên là khi mà những người con, người cháu được sinh ra đó thì bà con dân là những người thân bảo sao nó giống ông nội thế, sao nó giống ông ngoại thế, giống bà nội bà ngoại thế. Đấy, cái một cái nét nào đó đấy. Rồi cái cách đi của chúng ta cũng vậy, giống ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại thế. Rồi cách ăn nói, cách sống của chúng ta cũng thế. Cái gì, những cái gì đẹp nhất trong cuộc đời của cụ trùm Luca đã để lại cho gia đình cách riêng thì tôi không có dám xen vào, nhưng những gì mà cụ trùm đã để lại cho giáo xứ của chúng ta, chúng ta hãy mang trong lòng chúng ta về những cái hình ảnh đẹp của một con người đã dấn thân phục vụ cộng đoàn trong thời gian giúp xứ chúng ta, để đời những cái hình ảnh tốt đẹp ấy nó được khơi gợi lên trong cuộc sống đạo của chúng ta. Đấy, những đức tính hiền lành của một con người nào đó, những sự chuyên chăm lo việc nhà Chúa một con người nào đó đã từng phục vụ, về bao nhiêu những đức tính tốt đẹp, chúng ta hãy học và làm sống lại những người đã sống tốt đẹp mà đã quá cố, để chúng ta tri ân, biết ơn và cầu xin Thiên Chúa nhân lành ban thưởng cho họ. Cụ thể hôm nay chúng ta cầu nguyện cho cụ trùm, để chúng ta xin Chúa thương cho cụ được hưởng tôn nham Thánh Chúa, hưởng niềm vui bất diệt trong Đức Trời. Và ở bên Chúa chúng ta cũng xin cụ cầu bầu, cầu nguyện cho chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. Đấy, là mầu nhiệm các thánh thông công mà chúng ta phải sống mỗi ngày. Xin cho mầu nhiệm phục sinh sáng chói lên trong lòng chúng ta, để mỗi khi chúng ta tưởng nhớ về người quá cố, chúng ta tin rằng người thân của chúng ta được ở bên Chúa
và được sống mãi mãi với Chúa trong nước của người. Amen. Anh chị em thân mến, chính Đức Giêsu Kitô sẽ làm cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha và hàng giáo phận luôn được bình an và dấn thân phục vụ không mệt mỏi. Vì tình yêu Đức Kitô và vì phần đổi các linh hồn, chúng con cầu xin Chúa. Chúa Giêsu nói: tất cả những ai Cha tôi ban cho tôi đều phải đến với tôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ông Luca suốt một đời phục vụ Chúa và chu toàn bổn phận Chúa trao. Nếu có lỗi lầm, xin Chúa tha thứ và được hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật ngày càng phát triển, nhưng con người lại càng bon chen, ích kỷ với nhau hơn. Chúng ta hiệp lời cầu xin mỗi người biết nhường nhịn, chia sẻ cho nhau, giúp nhau thăng tiến và phát triển xã hội văn minh hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã trải qua đau khổ rồi mới được vào vinh quang dành sánh cho người. Chúng ta hiệp lời cầu xin, cầu xin cho những người đau khổ được sức mạnh thập giá đỡ lưng và hân hoan đón nhận với tất cả niềm tin thác cậy trong. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa lạy Chúa Giêsu Kitô, việc Chúa sống lại từ cõi chết đã tăng cường niềm tin nơi chúng con. Xin cho cụ trùm Luca, chúng con đã ly trần được muôn đời vui hưởng thánh nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Thiên Chúa Tử Bi Nhân Hậu, xin thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu. Chúng con hằng mong ước là thức tỉnh chúng con đang mải mê thế sự, biết vươn lên tìm kiếm những phúc lộc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì vậy là...
lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, xung con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chân cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông vận mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tội tớ Chúa là cụ cựu chủng Luca Đỗ Văn Quy, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Biển hồ lai láng
con nuôi mẹ kể tháng kể ngày. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó từ biển xa. Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ cho niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ cho niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Những ngày linh thiêng như Tết Nguyên Đán, ngày giỗ, ngày kỷ, những người con, người cháu còn sống dù đi xa từ khắp nơi quy tụ về một mái ấm gia đình để tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã khuất và còn sống để chứng tỏ con có cha, có mẹ đẻ, không ai ở lỗ nẻ mà lên. Từ đó đã có niềm vui ngầm ngập như mẹ gặp con, lon son như con gặp mẹ. Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình. Ngất ngây với mùa điều mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm giàu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, tạ ơn cha muôn đời, tạ ơn ơn cha, tạ ơn cha muôn đời, tạ ơn cha. Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình. Ngất ngây với mùa điều mến, dâng lên lòng mẹ cha
bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong ngày ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm giàu khó khăn, được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con với tháng năm mãi sắp son, yên tâm cho đến cùng. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Tình mẹ bao la ngút ngàn, lòng mẹ tựa như suối ngàn, đền dài sông sâu ơn nghĩa cha. Nhớ chăng sông sâu thì cũng có nguồn, cánh chim có tổ lớn lên theo bầy, nhọc nhằn khổ đau tháng ngày. Người người ai ơi xin chớ quên công ơn dưỡng nuôi, nay ta lớn khôn lên nhờ đâu, công cha nghĩa mẹ ân tình sâu. Công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi bằng, ai ơi chớ quên cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ, bao năm dưỡng nuôi lao nhọc thành lòng Chúa ban trên trời. Chúa thương ban cho cuộc sống mỗi người, có cha có mẹ dưỡng nuôi trong đau sớm chiều, ngày dài đêm thâu bao lắng lo, nuôi con tháng năm mong con lớn khôn trong ngày sau, mong con lớn lên trong ngày sau. Công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi bằng, ai ơi chớ quên cha mẹ là dòng máu trong thân. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ, bao năm dưỡng nuôi lao nhọc thành lòng Chúa ban trên trời. Nhớ chăng sông sâu thì cũng có nguồn, cánh chim có tổ lớn lên theo bầy. Chúa thương ban cho cuộc sống mỗi người, có cha có mẹ dưỡng nuôi trong đời. Núi cao so sao được với công người, nghĩa cha nghĩa mẹ ví như sao trời. Tháng năm mong con được sớm lên người, với bao nỗi buồn nỗi vui trong đời. Núi cao so sao đường với công người, nghĩa cha nghĩa mẹ ví như sao trời. Ngút ngàn biển dài sông sâu ơn nghĩa cha, ai ơi hãy ghi ra đi nhớ công ơn mẹ cha, an vui nhớ công ơn mẹ cha. Công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi bằng, ai ơi chớ quên
cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ, bao năm dưỡng nuôi lao nhọc thành lòng Chúa ban trên trời. Tháng năm mong con được sớm nên người, với bao nỗi buồn nỗi vui trong đời, lòng mẹ tựa như suối ngàn rừng già non cao, ân nghĩa sâu công cha dưỡng nuôi. Ai ơi lớn khôn xin đừng quên, ai ơi lớn khôn xin đừng quên công ơn dưỡng nuôi con nào đền đám chi bằng. Ai ơi chớ quên cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ, bao năm dưỡng nuôi lao nhọc thành lòng Chúa ban trên trời. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ, bao năm dưỡng nuôi lao nhọc thành lòng Chúa ban trên trời.